every single day I'm gonna make. Chào mừng cả nhà đến với kênh dạy HV của em nha. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các cô, nhất là các cô, các chị và các em mẫu dép mà đi sau mùa mưa nó gọn nhẹ mà mình làm công việc rất dễ dàng. Đây, dép xuồng có thể đi nhà thờ được nè, đi dạy cũng được, vì mình đi á nó rất là nhẹ, mình đi đứng giống như mấy cô đứng dạy mấy tiếng đồng hồ một ngày, mấy cô đi nhiều, mấy cô mang nè, nó rất là nhẹ nhàng, mà áo dài nó cũng không có bị hả dơ nữa, tại vì nó chiều cao nó có nhiều loại lắm, nó có 3 phân, 5 phân, 7 phân và 10 phân nha các cô. Đây, hôm nay em chia sẻ với các cô mẫu dép đi này, mùa mưa mấy cô đi cũng được, mùa nắng cũng được, tại vì nó không có bị thấm vô chân, có thể không chân trượt mình làm việc đồ được. Hôm nay em chia sẻ vậy, các cô các chị nếu mà thương em nhớ đăng ký trang và subscribe cho em để em có động lực làm nhiều video chia sẻ những bài tiếp theo nha cả nhà. Cảm ơn.